Audiojungle. Hôm nay quay video tẩy 502 trên Alu đỏ, lượt mới, check hàng mới, chuẩn bị tam bông keo đỏ ra nọ. Web này chờ lâu lắm nên mới có hàng về. Rồi bây giờ anh em tẩy nhá. Bên này đổ dày quá. Cứ chấm vào quét, quét một chiều. Chấm đủ ướt một chiều. Nếu nó sùn hết này này, nó cuộn keo luôn, nó bong hết chân luôn này. Tẩy 502 mà cứ như kiểu bốc bánh như này. Cái này nó khô lâu lắm rồi này. Nghe có vẻ tẩy nó cũng khó đấy. Thì lấy tay đùn ra, tay đùn ra, ui giời, đùn ra luôn. Gớm. Kiếp quá, nó dày quá. Gần sai chỗ đấy. Lúc chưa kèo dày quá, quá dày chứ không phải là dày. Vết kèo này chắc là chỉ có test mới có thôi, chứ còn vết kèo này mà đi làm biển này chắc không anh em nào đổ được cái lớp keo rúm rời như này. Ngon đấy. Này không chuẩn bị cala để lau. Test nha, không chuẩn bị cala. Nếu có cala lau thì nó sẽ sạch và nó bóng trở lại như bình thường. Trời, không cala mà cũng đẹp ra phết đấy, đùa đâu. Không cala mà cũng ngon như đúng rồi này. Anh em chuẩn bị nhớ là bông cala rẻ lau sạch, lau theo một chiều. Nói chung là một nọ 100ml chắc tẩy được nhiều lắm, lâu lắm. Anh em cứ đậy cẩn thận vào sẽ dùng được lâu dài, còn đậy không cẩn thận thì sẽ không dùng được lâu. Đấy nhá, thank you.